Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hóng Cbiz. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình đi tìm hiểu xem ngày hôm nay có những tin tức nào mới và thú vị nhé. Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh dẫn đầu bảng xếp hạng nam nữ diễn viên được yêu thích nhất kỳ mừng năm 2020. Vào tối ngày 15 tháng 10, cuộc bình chọn chính cho Liên hoan phim truyền hình nghệ thuật Kỳ mừng Trung Quốc lần thứ 13 đã được công bố. Sự kiện này được biết đến là một trong ba lễ trao giải chính trong ngành công nghiệp phim ảnh Hoa ngữ. Lễ trao giải tổ chức 2 năm một lần để tôn vinh những thành tựu xuất sắc nhất trong một năm. Kể từ khi khởi động vòng bình chọn trực tuyến thứ 3 vào ngày 15 tháng 9 năm 2020, hạng mục giải thưởng nam nữ diễn viên được yêu thích nhất đã nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của khán giả. Gần đây, hệ thống bình chọn chính thức của Kim Ưng liên tiếp nhận được những cảnh báo về sự bất thường của dữ liệu. Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của các bộ phận an ninh mạng có liên quan, nhân viên kỹ thuật của ban tổ chức đã thu thập và phân tích dữ liệu đa chiều như phản hồi theo thời gian thực về hoạt động bỏ phiếu, đường dẫn hoạt động bỏ phiếu và tài khoản nguồn bỏ phiếu, đồng thời xác minh rằng rõ ràng có những lá phiếu bất hợp pháp bị nghi ngờ. Ban tổ chức nghiên cứu và quyết định số phiếu bầu của vòng 3 trực tuyến cho hạng mục giải thưởng này sẽ bị loại bỏ tất cả dữ liệu bất thường. Số liệu hợp lý thực tế sau khi công chứng vào ngày 14 đã được xác nhận và công bố ra công chúng vào ngày 15 tháng 10. Dưới đây là top 6 nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất. Đứng ở vị trí đầu tiên là Triệu Lệ Dĩnh với 867.579 phiếu. Đứng thứ hai là Đàm Tùng Vận với 410.981 phiếu. Thứ ba, Tống Thiến, 379.571 phiếu. Thứ tư, Dương Mịch, 248.542 phiếu. Thứ năm, Tôn Lệ, 94.641 phiếu. Thứ sáu, Ngô Thư Hân, 91.224 phiếu. Top 6 nam diễn viên được khán giả yêu thích nhất gồm: đứng ở vị trí thứ nhất là Vương Nhất Bác với 2.589.777 phiếu. Vị trí thứ hai là Dịch Dương Thiên Tỷ với 1.524.703 phiếu. Đứng thứ ba là Chu Nhất Long với 1.028.538 phiếu. Đứng thứ tư là Nhậm Gia Luân với 306.678 phiếu. Đứng thứ năm là Trương Nhật Quân, 137.509 phiếu. Đứng thứ sáu là Trương Nghệ Hưng, 121.780 phiếu. Do khoảng cách giữa những phiếu bầu của Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh hiện đang đứng đầu khá lớn so với vị trí thứ hai của Dịch Dương Thiên Tỷ và Đàm Tùng Vận, khán giả suy đoán cặp chị em họ Triệu Vương sẽ có cơ hội nhận giải. Được biết, đêm nay cổng bình chọn sẽ được đóng lại vào cùng thời điểm với sự kiện trao giải. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa rõ chủ nhân của hai giải thưởng trên là ai. Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 10, cổng bình chọn Nữ thần Kim Ưng năm 2020 đã chính thức đóng lại. Trên Weibo chính thức, ban tổ chức công bố người chiến thắng cuối cùng là nữ diễn viên Tống Thiến. Cô nhận về tổng cộng hơn 3 triệu lượt phiếu trên hai cổng bình chọn là Weibo và Mango TV, vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Đàm Tùng Vận. Tính đến nay, đã có 7 nữ diễn viên vinh dự nhận được danh hiệu này, bao gồm Lưu Diệc Phi, Lý Tiểu Lộ, Vương Lạc Đan, Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên và Địch Lệ Nhiệt Ba. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho biết họ không bất ngờ về thông tin trên. Trước ngày công bố kết quả bầu chọn, tin đồn Tống Thiến được nhắm cho ngôi vị nữ thần Kim Ưng đã dầm dàn xuất hiện. Vào tối ngày 13 tháng 10, khi lễ phục được công bố, dựa vào dáng váy, khán giả gần như khẳng định nữ thần Kim Ưng sẽ do Tống Thiến đảm nhận và bày tỏ sự tiếc nuối cho Đàm Tùng Vận. Người đại diện của sao nữ lấy danh nghĩa người nhà cũng bị phát hiện ấn like một bài đăng chê bai diễn xuất của Tống Thiến, bức xúc trước cảnh Đàm Tùng Vận bị chèn ép. Không lâu sau, phía nữ diễn viên 30 tuổi đã lên tiếng xin lỗi và chúc mừng chiến thắng của cựu thành viên nhóm FX. Tống Thiến sinh năm 1987, từng đảm nhận vai trò trưởng nhóm nhạc FX thuộc quyền quản lý của SM. Khi trở về Trung Quốc hoạt động, cô vừa ca hát vừa tham gia đóng phim. Thời gian đầu, người đẹp bị chỉ trích vì biểu cảm đơ, diễn xuất kém. Sau đó Tống Thiến dần cải thiện diễn xuất và nhận được phản hồi tích cực trong Kết Ái, Mối Tình Đầu của Thiên Tuế Đại Nhân và Chạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Trong đó, Chạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc của nữ diễn viên và Tống Uy Long hiện thuộc nhóm phim dẫn đầu rating tại Trung Quốc với mức trung bình là 2,16% trên một tập trên 6 truyền hình. Với các ứng dụng xem phim trực tuyến, tác phẩm thu hút hơn 4 tỷ lượt khán giả mỗi tập. Với lợi thế vũ đạo, từng tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh và có thời gian dài hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp ở Hàn Quốc, tiết mục múa mở màn của Tống Thiến đặc biệt được mong đợi. Chúng
Chúng mình là học CBIT. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin trên là hữu ích, vậy thì đừng quên like, subscribe kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.